Thưa quý vị, thiếu nước chuyện không xa lạ với bà con vùng hạ của tỉnh Long An. Nhiều năm trở lại đây, chính quyền các địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư mang nước sạch về tận nhà cho người dân. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là trạm bơm tăng áp với công suất 8.000 mét khối một ngày đêm, vừa được huyện Cần Đước hoàn thành với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Công trình đóng vai trò trung chuyển kết nối với hệ thống của công ty cổ phần đầu tư hạ tầng DNB Long An về phục vụ cho hơn 7.000 hộ dân của hai xã Tân Ân và Tân Chánh. Đây thì nước ở xã Tân Ân, Tân Chánh có hai mùa, mùa mưa và mùa nắng. Mùa mưa thì nước ngọt, mùa nắng là cái đa số là nước mặn và là con nuôi tôm. Hiện nay thì có cái trạm trung chuyển này thì bà con được sử dụng nước sạch cho bà con đảm bảo luôn quanh năm. Hiện tại, người dân của hai xã này chủ yếu sử dụng nước từ các giếng bơm tư nhân như thế này. Nhu cầu ngày một lớn, nhưng các giếng nước này lại không đáp ứng đủ nước. Mặt khác, chất lượng nước cũng chỉ dừng ở mức cơ bản. Do đó, khi được đầu tư trạm tăng áp, người dân nơi đây rất vui mừng vì sắp có nước đạt chuẩn để dùng. Không phải là chỉ ấp năm này mà các ấp trong xã và Tân Chánh là cũng nhu cầu tổng cần thiết. Do đó thì cũng mong rằng ở trên cũng đầu tư để mà làm cho nó vận hành cái trạm trung chuyển nước cho phục vụ sớm cho bà con. Hiện nay thì huyện đang xúc tiến các cái bước về cái thủ tục để bàn giao đầu mùa khô sẽ đưa vào vận hành khai thác để cung cấp kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân của các cái vùng mà được xác định là vùng mà của trạm cấp nước. Những năm trước, vào mùa khô, trên địa bàn huyện Cần Đước có khoảng 400 đến 500 hộ dân rải rác tại các xã vùng hạ của huyện thiếu nước sinh hoạt, phải đổi nước với giá từ 40 đến 70 ngàn đồng một mét khối. Nhưng khi được sự quan tâm đầu tư của địa phương thì tình trạng này đã được khắc phục. Thì xã Phước Ti là một cái xã rất khó khăn về nước, không có nước ngầm mà phải kết nối từ ở các xã khác về để cho phục vụ cho người dân. Đó thì ngoài cái nguồn vốn của tỉnh hỗ trợ về cho huyện thì huyện cũng tập trung để là bố trí một cái vốn để cùng với vốn tỉnh để làm sao đầu tư toàn bộ cái hệ thống tuyến ống trên địa bàn xã Phước Ti cũng như Tân Ân, Tân Chánh để cho ba cái địa phương này để người dân đảm bảo về cái nước sạch theo cái thực hiện theo nghị quyết của đại hội đảng bộ. Rõ ràng, việc giải quyết bài toán nước sạch luôn là nhiệm vụ được huyện Cần Đước quan tâm thực hiện trong nhiều năm nay. Với sự quyết tâm nỗ lực của chính quyền địa phương, nên đến nay nước ngọt đã đến từng hộ gia đình ở vùng hạ, góp phần nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 99% và nước sạch đạt gần 70%.